Ừ. Cái miếng chanh này mọi người nhìn thấy chanh cái nó rất là ngọt, thấy không? Nó muối tiêu mà. Ừ. Có gì hơi chua thôi. Ừ, hái mấy trái này nè, để đại dưới đây mình để dưới đất, hồi mình gom vô bọc mình đem cho. Quá trời trái rồi bạn thấy không? Chín hết rồi, rất là mềm luôn á. Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Tân Lê Vlog Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay cái cây chanh mình nó về qua bên cái hàng rào của người khác, là mình chặt cái nhánh xuống này để em quay cho bạn xem. Cây chanh rất là sai trái. Một cái cây nó ngã nó thòng xuống rồi. Ok, hôm nay cùng mình đi hái chanh trong vườn nha các bạn. Mình quay camera lại cho bạn bạn xem nhé. Rồi, hôm nay thì cũng cái trời nắng ở Cali rất là đẹp các bạn. Cái cây chanh này ở bên nhà mình nè, à, các bạn thấy sai trái chưa? Cứ rụng xuống mà đi hốt đem đổ hoài à. Bây giờ cái cây nó một nhánh nó thì qua bên đây nè, nó qua nhà hàng xóm ta mình chặt xuống nè, có một nhánh này thôi nè, nó ló qua nhà hàng xóm ta mất công phiền nữa, mình chặt xuống lôi xuống đây nè. Còn trái này nữa nè, trái chưa hái nè, hái luôn. Đấy, hái để anh đóng đằng kia kìa cho bạn coi, cây chanh nè còn khá là nhiều tại nó rụng nhiều lắm, nó rụng mà ăn không kịp mà đem cho luôn, nói chi là hái. Mày bạn thấy không, mới có một nhánh coi nè, mình bỏ vô bọc rồi hồi đem cho hàng xóm đằng kia thôi. Mày thấy không, cây chanh nó to lắm, phải nó quằn gãy nhánh mà gãy qua bên nhà ta, mình sợ nó gãy thì người thôi chặt xuống luôn, nhà mình chặt xuống luôn. Người lượm bỏ vô bọc đem cho. Đây cũng có cái nhánh nè, bạn thấy không? Cái nhánh này nó cũng quằn xuống, có chỗi xuống rồi nè, mình có làm cái cây chổi này nè, nó cũng bị gãy nè. Tại cái trái chanh này nó to, cái này giống chanh này nó to lắm, nặng nhánh quá nó chịu không nổi, nó quằn xuống nó gãy nhánh, phải chổi nó lên vậy á, bạn thấy không? Nhìn vậy bên trong rất là nhiều trái, trong mấy tàn lá này nè, thấy vàng 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 vàng, vàng nhóc nè, nó quằn gãy nhánh. Nay nó quằn qua bên nhà hàng xóm bên kia mình mới chặt chặt mé cái nhánh bên kia thôi. À, thấy chưa, to lắm các bạn, mấy cái này chưa chín, nó chín vàng như vậy. Đây, để mình hái kiếm cái nào to to mình hái cho bạn xem, nó như trái cam luôn á. Đây cái này nè, mày thấy chưa? Trong cái tay mình nè. Mình thấy cái này xuống cho mình xem. Này. Thấy chưa? Cầm không giáp cái tay nổi luôn. Cái chanh này nó hơi chua. Chanh này nó chua lắm. Qua bên cây chanh, mình có cây chanh nhỏ kia, cây chanh kia ngồi chấm muối ăn thì tuyệt vời. Cái chanh này nó chua. Lát mình bỏ vô bọc và đem cho người ta. Thấy nó to chưa? Để nó quằn nó gãy nhánh là vậy. Đây bạn, mình quay cho bạn xem bên cái cây chanh bên này, cây chanh nhỏ này nè. Đó, trái cũng sai lắm nha. Chưa, thấy nó vậy chứ nó luồn ở trong mấy cái đám lá bạn thấy không? Vàng vàng nhóc nè. Mọc xuống sát dưới đất luôn. Trái mọc xuống sát dưới đất luôn. Cứ ra lượm chanh mà đem cho làm biếng hái. Ở nay tại cái nhánh nó vậy mới chặt hái thôi. Mày thấy không? Mày quay cho mày xem. Đó. Nó vàng vàng ở trong phía trong cây nữa không? Tại nhánh quá chui vô không được. Thôi là hái hết đem cho để nó rụng uổng, mày thấy nhìn nó rụng dưới nè. Ngày nào cũng ra dọn rác hết. Đó, quay sát cho mày xem nè. Tại cây cối um tùm vô nó chen vô nó mình hái không được. À, cho mình coi chanh ở Mỹ nè, mấy cái chanh loại chanh này ở Cali á, chanh hay quýt thì mình thấy trồng cây nào cũng sai trái hết, như là đất Cali nó hợp với lại mấy cái loại cây này, chanh quýt cam hay bưởi mình thấy nhà nào trồng cũng trái đầy nhóc hết. À, đây mày thấy nhánh trên cao nè,
Mày thấy cái trái này, cái nhánh này nó mà to nữa chắc nó gãy, chịu không nổi nó gãy luôn. Cái cây này thì nó hơi ngọt các bạn, cây chanh này ngọt lắm, nó chỉ có hơi chua một chút thôi, nhưng mà cái cây này thì nó ngọt. Ở đây thì ăn chấm muối, ăn buồn buồn chấm muối, ăn chơi ngày nắng này nè, ăn cho nó mát, bổ sung vitamin C. Lấy cái chanh này em vô lấy làm nước chanh uống thì ngon. Còn cây bên kia thì nó chua, mình làm nước chanh thì phải bỏ nhiều đường, nhiều đường cũng hại sức khỏe lắm. Cái loại chanh nhỏ ở đây, cây nhỏ này thì bình thường mấy cái trái đụng rụng với dưới đất nè, nhặt vô đó, nhặt vô làm pha nước chanh uống, bỏ tí đường là được rồi. Cái này nó không có chua. Trái quá trời đây nè bạn ơi. Đó. Chờ thấy hai cây chanh. Đây nhà mình toàn chanh không? Cây nhỏ là cũng chanh. Đó, cây nhỏ đằng kia cũng chanh luôn mà mới trồng chưa có trái. Cây này là cái cây ổi. Ổi nó cũng sai trái nhưng mà nó hết mùa rồi. Đây, nhỏ này chanh luôn. Toàn bộ là chanh hết. Đó, bạn nào muốn chanh mình hái mình cho tặng các bạn. À, thôi để mình bỏ vô gom mấy cái này, bỏ vô rổ cái đã, đem vô sắp mình bọc lên cho nhà hàng xóm có ai cần cho để bò uống. Chanh đi mua con mắc lắm á. Rồi chắc phải lấy thêm bọc nữa các bạn, bỏ có mấy trái muốn đầy vỏ luôn, đầy đầy cái rổ này luôn rồi, tại trái nó to quá. Mình nhặt vô cái nha các bạn. Này, cái bọc mình chắc không đủ, đem thêm vài cái bọc nữa mới được. Bỏ mấy trái là đầy luôn rồi. Không, trái chanh như trái cha, trái cam. Trái chanh bên đó thì bạn thấy nó màu vàng. Ủa, trái chanh nhỏ để mình hái một trái cho bạn xem nha. Nhưng mà hồi cũng hái một ít cái chanh ngọt bên đây để trộn vô cho nè. Mình thấy nó màu cam, màu đỏ đậm hơn cây chanh bên kia. Nó ít chua. Đấy, cái chanh nhỏ này cho nó ít chua hơn chanh này. Các bạn thấy chanh bên đây nó màu vàng. Chanh kia nó, cái chanh nhỏ mình để xuống cho bạn coi, bạn thấy được cái màu sắc nè. Nè, thấy không? Nó màu cam, nó giống như trái cam luôn vậy đó. Còn cây chanh kia thì nó màu vàng. Đó. Rồi để mình bỏ vô bọc cái mớ chanh này, cái mình hái một ít bên cây chanh kia. Trộn trộn như đem cho bạn bè, cho hàng xóm. Để bỏ uổng nó sai trái quá rồi. Mấy hôm nay không có rảnh để mà hái, suốt ngày lụm không rồi ai 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 xin thì lại xin ở đây mình cho vô hái. Để nó rụng cũng dọn rác thôi, bỏ uổng các bạn. Này, vô bọc hết rồi. Đó. Rổ không đủ. Mấy có cái nhánh này mình chặt xuống thôi nè, được 4 bọc. 4 bọc chanh. Mấy trái nằm ở ngoài kia thấy nó bị nứt như là bị dập thôi mình bỏ. Trái này nãy chắc chặt cái nhánh lôi xuống nó bị dập á các bạn, mới có nhánh một được 4 bọc bành chanh, bành kia 4 bọc chanh khổng lồ, còn nhiều lắm các bạn ơi. Bạn nào mua chanh mình ship cho, ship free. Này, để mình hái một ít cái chanh bên chanh này nữa. Trái bên đây nó nhỏ thôi nhưng mà nó chín, nó màu cam á, nó ngọt lắm. Nên ngộ chanh bên kia thì rất là chua, chanh đây thì hơi hơi chua chua thôi, không chua lắm. Hãy mấy trái này mình cứ để tạm dưới đất, hồi mình lụm vô mình đem cho mớ này mớ kia vậy đó. Đấy, hai hai cái màu nãy mình cho bạn coi khác nhau, người ta cho bỏ trong bọc ấy, người ta nhìn là thấy hai loại khác nhau này à. Nhưng cái này nó màu đỏ đậm hơn,
màu cam đậm. Bên kia chanh vàng. Các bạn thấy còn nhiều lắm, không có ở không hái này chứ. Nằm sát dưới đất luôn nè. Đấy, các bạn thấy không? Nằm thòng tuốt dưới đất luôn nè. Hái một ít để đây trộn vô cho người ta, chứ mình cũng tại vì cũng không ở không để mà hái. Thì cỡ này ở nhà tránh dịch Covid này, nhưng mà mình thì có học lớp YouTube rồi có học tiếng Anh, cũng không có ở không để mà ra đây hái mấy trái này. Lại giờ này cũng không dám kêu ai tới nhà để mà thấy tranh cái dịch bệnh này, ai ở yên đó thì cho nó khỏe. Hồi nữa mấy cái bọc chanh kia để mình gọi bạn bè gì đó coi ai cần là ở đây lấy mình đưa cho. Để đạm dưới đây hồi mình trộn lại, bỏ chia mấy cái bọc kia đem cho người ta. Bạn nào muốn muốn chanh ở Cali, muốn chanh liên hệ nha, hãy cho các bạn hết. Nằm sát dưới đất rồi, thấy không? Này đứng cái cả ngày trời chưa hết. Đó, trời trái nó len lỗi trong kia bạn thấy không? Đấy, cành lá ôm tùm. Mọi người, giờ mình hái một mớ chanh trong cái rổ chanh, cái cây chanh nhỏ bên kia đó. Thì cái cây chanh nhỏ nó ngọt. Còn mấy cái trái chanh này chua lắm. Cái chanh nhỏ này mình ăn sống được nè. Ăn chấm muối thôi. Đây, muối tôm đàng hoàng, muối tôm Việt Nam. Đó, hái một mớ này thôi tại vì nó chín đỏ lắm rồi mọi người. Trái này nó màu cam, chanh này nó màu vàng, chanh này thì nó chín nó ngọt hơn. Cái chi chanh này chua lắm. Ở nhà thời cu cái hồi cu này thì có cây trái ở vườn này ngồi chơi mà này cũng mát mẻ, khỏi đi ra đường, thấy không? Đúng chưa? Đó. Nè, mình thấy ngon chưa? Giống như trái cam nè, thấy không? Chanh này chanh không hột nha mọi người. Nó cũng khá là ngọt chứ không có chua. Nên mình chấm muối mình ăn là được rồi. Hồi cái cây chanh lớn này, mình đang ngồi dưới gốc chanh lớn này nó rất là chua. Cái chua này thì làm trộn gỏi hay là làm nước mắm này kia thì được. Còn chanh này vậy, mọi người ăn sống chấm muối cũng được. Thì nếu mà cảm thấy hơi chua nữa thì mình đi làm nước chanh, nước đá chanh uống. Bổ sung vitamin C. Nói chung ra vitamin C thời Covid. Đó. Mình hái một cũng khá nhiều đây, bốn bọc này mình đem cho, còn nhiều lắm mọi người. Nãy giờ mình quay cho mọi người xem đó, không có thời gian hái rồi, để nó rụng thì uổng. Mà sáng này thì cái cây cái nhánh này nó mới đưa qua bên nhà của nhà hàng xóm bên đây nè, nhà người bên đây nhiều hoa thì thôi qua cắt luôn, qua cắt xuống rồi hái. Mình có một cái nhánh bốn bọc bành kia ở đây nè, chà bá lửa luôn. Cái miếng chanh này mọi người nhìn thấy chanh thì nó rất là ngọt, thấy không? Chấm muối tiêu mà. Nó chỉ hơi chua thôi. Chứ thật sự cây chanh này á, người thấy nó chín đỏ rồi. Nó không chua lắm. Chấm muối ăn rất là ngon. Hoặc là mình quậy nước đá chanh uống, bỏ tí đường là được rồi. Nước đá chanh chua quá bỏ đường nhiều cũng lên đường huyết nữa. Nè, thấy không? Chanh không hột rất là đã, nhỏ mỏng nữa. Nè mọi người, mọi người mời bạn nào muốn ăn chanh mình xếp hàng cho các bạn nha. Hơi chua chua thôi, không có chung. Mọi người thấy nó chín rồi, hồi chim nó đậu vô nó đĩa rồi đó. Nó chín mà mình bẻ xuống nó có thấy ruột trong này ha. Để lát mình lột lên lột cho mọi người xem. Ăn hết miếng chanh này rồi. Video này mình làm cho mọi người thư giãn chút về cái cuộc sống Mỹ cái thời Covid này, thì ở nhà một mình thôi. Ở nhà tới luôn thì có vườn chanh thì hái chanh, lát rồi mình điện cho một vài người bạn cho mấy cái bọc này. Mà còn nữa, còn những trái nhiều lắm, không có thời gian bẻ thôi. Cái này nó rụng thúi bỏ tùm lum hết trơn á, nó rụng lịch bịch lịch mấy trái rồi mọi người. Mọi người ăn chanh nha.
Không, đồ yêu không, canh này không có hột, rất là ngon. Cái mình để hầm nộp cái chanh này ra cho bạn xem nè, nhìn đã không? Thấy chưa, bẻ xuống rồi sức cùi nè, cái này chỉ cần lột thì hỏi giống như vỏ quýt nè, thấy không? Đó, cái nó chín tới cỡ như vậy nè, mình không hái thì nó mình còn nhiều lắm, mấy cây cây nhỏ còn nhiều lắm, mình sợ cho không có đủ người để cho chứ. Ok, đây video này cho mọi người thư giãn chút xíu. Bây giờ mình chở mấy cái bọc chanh này cho mấy người bạn, rồi ai cần thì cứ liên hệ mình nha, mình ship cho, tặng cho các bạn xem kênh Tân Lê Vlog. Thì chanh quá nhiều lắm, bỏ cứ dọn rác hoài à. Dọn tùm lum rác, nó rụng mà ăn đâu có hết các bạn, ở nhà đâu có xài chanh nhiều, uống nước chanh uống còn không hết nữa. Ok, mình tạm dừng video đây nha, các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh Tân Lê Vlog để kênh ngày một phát triển nha các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem video này có một sự bình an, thư giãn, và chúc cho thế giới tìm được sớm được vaccine trị Covid, thì mọi người trở lại làm việc bình thường, thế giới trở lại làm việc bình thường. Ok, xin chào, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.